clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. VinFast VF7, trải nghiệm xe thể thao hạng sang với giá phổ thông. Sở hữu sức mạnh động cơ gấp đôi trong phân khúc, đi cùng thiết kế thời thượng, nhiều người dùng nhận xét VinFast VF7 đang có mức giá khó tin so với chất thể thao mà mẫu xe này mang lại. VinFast VF7 thắng thế khi so găng với siêu xe. Khó tin, VinFast VF7 lại thắng trong bài test so sánh tốc độ với Porsche Macan có giá gần gấp 4 lần là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên cộng đồng ô tô Việt Nam trong thời gian qua. Chuyên gia Trịnh Lê Hùng, kênh Auto Daily, người trực tiếp cầm lái VF7 trong màn so sánh tốc độ, ấn tượng đặc biệt về cỗ máy 349 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm, có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,8 giây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Kết quả chênh lệch khá rõ, bởi VinFast VF7 có lợi thế xe điện đặt sức kéo lớn ngay ở nước ga đầu, trong khi xe xăng sẽ bị hao hụt nhiều. VF7 để lại ấn tượng với hệ thống dẫn động 4 bánh, giúp xe lướt đi nhanh nhưng vẫn đảm bảo đầm chắc, không bị rung lắc khi bứt tốc, chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng nhận xét. Cũng từng thử so sánh sức mạnh động cơ của VF7 với một siêu xe khác là B&M 735i M-Sport có giá 4,5 tỷ đồng. YouTuber Kenz Nguyễn, kênh Gear Up VN, cho biết kết quả thắng hoàn toàn thuộc về mẫu xe điện của VinFast. Dù xuất phát chậm hơn, nhưng ngay lập tức, ưu thế sức kéo tức hơi và nhanh đã giúp VF7 giành chiến thắng. YouTuber Kenz Nguyễn cho biết, VF7 đảm bảo trải nghiệm nhanh lẹ khi di chuyển hàng ngày, nhưng vẫn an toàn trong các pha bứt tốc. Giới chuyên môn nhìn nhận, nền tảng động cơ của VF7 vượt trội hoàn toàn, thậm chí mạnh gấp 2 lần so với các đối thủ trong tầm giá 1 tỷ đồng. Trải nghiệm sức mạnh VF7 mang lại chỉ có thể được tìm thấy ở những mẫu xe hơi thể thao có giá gấp 4-5 lần. Mức giá vốn rất khó tiếp cận với số đông người tiêu dùng Việt Nam. Xe thể thao với mức giá phổ thông. Bên cạnh sự nổi trội của sức mạnh động cơ, VF7 thường được giới chuyên môn so sánh với những mẫu xe thể thao nhờ thiết kế thời thượng, tối ưu khí động học. Được chấp bút bởi studio danh tiếng Torino Design Ý, không khó hiểu khi VinFast VF7 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, với phần mui xe được vuốt xuôi về phía sau theo phong cách coupe, thường dùng cho những xe thể thao, hiệu suất cao, cùng vô lăng đi cắt, thiết kế gọn gàng và la răng cỡ lớn 20 inch khỏe khoắn. Torino Design đã đưa xu hướng thiết kế thời thượng trong làng xe hơi quốc tế vào VF7 với vẻ ngoài cân đối và bắt mắt. Những đường nét thiết kế tài tình và tinh tế khiến VF7 phù hợp với đa số khách hàng từ cá nhân đến gia đình. Chuyên gia Tùng Trịnh đến từ diễn đàn xe tinh tế nhận xét sau khi trải nghiệm mẫu C-Suit nhà VinFast. Theo anh, VF7 là lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng thích cảm giác lái thể thao. Với mức giá 1 tỷ đồng, đặc biệt áp dụng loạt ưu đãi VinFast đang dành cho VF7, số tiền thực tế phải trả còn thấp hơn con số trên. Cụ thể, khách hàng đặt mua VinFast VF7 trong thời gian từ 20 tháng 8 đến 30 tháng 11 năm 2024 sẽ được tặng thêm tương đương 50% lệ phí trước bạ và 10 triệu đồng vào thẻ VinClub để sử dụng ở các thương hiệu khác của VinGroup. Cùng với đó, chủ xe VF7 sẽ được miễn phí sạc pin tại các trạm VGreen tới hết ngày 1 tháng 7 năm 2025 và miễn phí gửi xe dưới 5 tiếng tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái VinGroup tới hết ngày 1 tháng 7 năm 2026, giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Cộng dồn các ưu đãi, khách hàng được lời tới hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt hơn, với chính sách mới từ VinFast, chủ xe cũng có lựa chọn quy đổi toàn bộ các quyền lợi được hưởng sang số tiền tương đương để tối ưu chi phí. Giới chuyên môn nhận định, chính sách này sẽ giúp tăng sức hút để VinFast VF7 bứt phá doanh thu cuối năm. Từ bnews.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.